Anh Nguyễn Hữu Thành à? Anh Thành, anh dừng cái xe ô tô ở chỗ ngã tư kia. Anh Thành, anh dừng xe, cái hiệu lệnh dừng xe của anh, dừng xe kiểu gì kia, cái xe đường thì đang ùn tắc thế này kia, cái xe trắng này, cái xe người vi phạm dừng này. À, cán bộ Thành, cán bộ dừng xe này giữa ngã tư này, mọi người nhìn này. Đây, mọi người cùng nhìn này, cán bộ Nguyễn Hữu Thành này, đây, cái xe trắng đây, cái xe trắng đây, dừng xe trắng đây, xử lý ở đây đây, và ngã tư đây. Đây, mọi người nhìn này, đây, ngã tư đường thì tắc này. Đây, xe này. Để sang đây xem mà cán bộ Thành, hai cán bộ xử lý nào đây. Anh Đành, anh học trường lớp nào, thầy nào dạy mà dừng xe chưa anh Đành? Hả? À, anh Đành, thầy nào dạy anh? Hả? À, anh học ở trường nào đấy, ai dạy anh dừng xe của người vi phạm kia, dừng xe người dân ở chỗ kia? Tôi bảo là anh dừng xe lấy giấy tờ đỗ gọn lên. Dừng xe đỗ gọn thì anh phải bảo người ta đỗ gọn là. Hả? À? Chỗ kia chỗ đâu à? Chỗ kia chỗ dừng xe à? Ai dạy ấy? Đi học trường nào, thầy nào dạy mà dừng xe giữa ngã tư đường đang này, ách tắc này, mọi người nhìn này. Ai? Ờ? Thế thì anh không học, không có học thầy nào, trường nào dạy à? Anh đang viết biên bản, anh bảo là anh sẽ kiểm tra anh tờ này, đánh gọn lên, đúng chưa? Thôi bây giờ cái tuyến đường nó đang ùn tắc. Em không phải người chứng kiến. Anh ra anh tí, anh tí lên. Dừng xe tuyến đường thì đang ùn tắc như này. Theo anh là để đánh vào đâu? Theo anh Thành là đánh gọn ở đâu? Anh hỏi luôn anh Thành là đỗ ở đâu và như nào cho hợp lý nào để người ta đỗ công tí này xử lý nó có gì đỗ. Anh nói chuyện với anh lái xe. Em thì đang nói chuyện với anh lái xe. Anh nói chuyện với em. Tôi mời.